Đây mật đây. Thơm á, không biết nó là mật gì. Ok, bây giờ ra khu vực đàn ong kiểm tra đây các bác. Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Thì tình hình các bác ở tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là còn khai thác mật nhãn được vòng nào nữa không? Ở Bắc Giang thì đang vào trong cái quá trình dưỡng ong để chuẩn bị khai thác mật hè. Cái mật hè thì nó sẽ có cây mật hoa xẻ ba này, đấy, cây keo cũng như là cây bạch đàn lá liễu ấy. Đấy thì bây giờ bắt đầu dưỡng ong lên. Đấy, thời gian tới nữa là lúa chỗ bắt đầu lao cầu để dưỡng ong lên quân đông thì bắt đầu là khai thác mật rừng. Đấy thì ngày hôm nay thì lên khu vực để ong thì chuẩn bị kiểm tra ong các bác. Đấy, kiểm tra ong thì thời gian này thì ong khá là dữ. Đấy, các bác lên chuẩn bị cho mình một cái bình xịt khói như thế này. Đấy, đối với bác nào mà muốn mua cái bình xịt khói này thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn cách thức sử dụng của nó thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy. Nếu mà ít ong thì các bác có thể làm cái mồi nhỏ nhỏ, các bác đốt cháy to lên. Đấy. Cháy to lên rồi các bác bỏ vào trong bình. Đấy, từng quá trình đấy, kiểm tra ong hoặc là khai thác mật. Khá là bọng các bạn. Đúng hướng gió rồi. Đấy. Bình khói loại 1 các bác nha. Khói thì nó ra rất là nhiều. Đấy, nó không như là cái mẫu bình loại 2, loại 3. Bóp mãi không thấy khói sâu cả. Đấy. Chuyển sang bên này. Kiếm cái này về vun chuột được các bạn. Khói ác lắm. Ok, bây giờ ra khu vực đàn ong kiểm tra đây các bác. Đây đàn ong đây các bác này. Đấy thì bây giờ mở ra kiểm tra thôi. À, đàn này khả năng vẫn còn nhiều mật lắm các bạn. Đấy, cũng mất tầm khoảng 5-6 ngày nay không lên đấy các bạn. Đấy, vòng cuối thì em không quay, em bớt lại. Đấy, khả năng mà nhìn thấy mật nó tươi tươi thì khả năng mai lại quay. Đấy, thấy cái lắp ở bên trên nó vít trắng này các bác này. Thì, cái tình trạng mà mật thì chắc khả năng nó sẽ nhiều. À, mật ác lắm các bạn. Gỡ gạc được tí nào gỡ. Bởi vì bây giờ khai thác xong thì cũng không phải cho ăn các bạn. Cái cây xấu chu ấy, cái xấu chua nó ra hoa rồi thì bây giờ mật nó có để đủ cho con ong nó duy trì các bác nhé. Đây mật vẫn còn rất là nhiều này các bác này. Đấy, đợt này thì nhộng bắt đầu lên khá là đẹp. Đấy, sau cái thời gian mà mình đánh cái vòng nhãn cuối này. Đấy, thì bây giờ bắt đầu nhộng nó lên một lớp nữa này. Mật này thì khá là ok rồi. Không biết đợt này nó lấy cây mật gì đây. Đẹp lắm các bác. Này khả năng mai phải khai thác thôi. Đấy, khai thác thì lên khai thác buổi sáng. Đây mật bít lắp này. Cũng được các bạn. Đấy, khai thác xong thì cũng không phải cho ăn. Bởi vì cái thời gian này thì nó vẫn còn nhiều cái hoa rừng dại. Đấy, bây giờ mình kiểm tra xem nó có ong đực không. Nhưng mà như thế này là không có ong đực rồi. Năm nay nuôi ong như thế này là quá thuận lợi. Thuận lợi so với mỗi năm nhiều lắm các bạn. Đây mật đây. Thơm á, không biết nó là mật gì. Đợt này về nhiều thế nhỉ. Nó còn cơi luôn này. Bên này thế. Đây. Đấy, qua bác thấy thực tế. Nói chung là ok rồi. Đàn này thì không thấy ong đực, thấy chúa đẻ vẫn khá là hợp lý đây. Đấy, lô này xong mà mình nao được lên cầu lửa thì vượt hè ok các bác nhé. Đấy, chỉ sợ là giữ được ít cầu ấy. Giữ được ít cầu đến lúc hè là mình khai thác triệt để quá là xong đến lúc rút cầu đi là lúc đấy ong nó đuối lắm. Mật nhiều lắm các bạn. Đấy, xong lớp này nữa là cái lớp thời gian phần lúa lên ấy. Phần lúa lên thì ong nó lại khỏe. Đây các bác thấy ong nó đông lắm. Đấy, cực kỳ đông luôn. Không có ong đực. Bởi vì đợt vừa rồi khai thác là có ong đực này em cắt hết. Đấy, giữ được đến tầm này là ok rồi. Đấy, khai thác mật hè nữa là thành công. Đấy, như bác cái thời gian này mà không biết là nó đẻ ong đực nhiều là cái tỷ lệ nó chia đàn là ác này các bạn. Vẫn có nguồn các bạn. Có nguồn thì nó vẫn chia.
nhiều mật. Mày đánh này vẫn được cái mỗi đàn tầm lít nữa. Muốn lao cầu này các bạn này. Đấy, cười đắp luôn cả bách ngăn này. Nhưng thôi kệ đó các bạn. Đấy, mai khai thác xong thì để thời gian nữa phân lúa lên thì mới lao cầu. Đấy, nhiều bác cái thời điểm này là các bác cứ thấy ong khỏe khỏe kiểu như thế này, các bác lao cầu là nó không xây mạnh đâu. Đấy, lao cầu thì nói chung là phải lao vào đúng cái thời điểm của nó cơ các bạn. Đấy, như bây giờ thì ong nó cũng cực khỏe đấy, nhưng các bác lao vào thì nó xây rất là kém, xây nhúng nhúng thôi. Thế nhưng mà đợi thời gian nữa phân lúa lên ấy. Đấy, các bác lao cầu vào cái thời gian đấy thì cứ đảm bảo cho các bác là chỉ 2 đến 3 ngày là nó sẽ xây phẳng luôn. Đấy, một video thì trong quá trình kiểm tra ong thì quay luôn cho các bác xem. Đấy, bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.